Viện Thẩm mỹ Toàn diện DI Clinic là một trong những địa điểm có thể giúp chị em phụ nữ có thể chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Sứ mệnh của TIA đó là tạo ra những cái chuỗi làm đẹp, chăm sóc cái vẻ bề ngoài, diện mạo, từ cái vóc dáng tới làn da, cũng như là làm đẹp từ bên trong. Mình đem những cái giải pháp về công nghệ sinh học và làm phòng chống lão hóa và chỉnh sửa, điều tiết lại những cái cơ chế trong cơ thể này, nhằm giúp cho cơ thể đào thải được tất cả những cái chất độc hại do ăn uống, do ô nhiễm môi trường. TTA có đưa ra những cái giải pháp là detox, đào thải sạch những cái gốc oxy hóa cũng như là các mầm bệnh ra ngoài. Các khóa học đào tạo nhân viên cấp cao luôn được diễn ra thường xuyên. Hôm nay chị sẽ chia sẻ cái vấn đề cho các bạn được nắm, được hiểu, được về cái tầm nhìn, sứ mệnh cũng như là những cái giá trị mà dịch vụ TIA mang lại. Nghĩa là mình được khách hàng được chăm sóc một cách tận tâm, tận tình, đúng không? Khách tới là được thoải mái, được các em chăm sóc và mình làm cho khách được giải stress nữa. Ngoài cái việc làm đẹp còn được chăm sóc, nâng niu và massage cũng như là các cái tài liệu cũng như là các cái sách đọc để khách làm thế nào để giải bớt cái gánh nặng, cái stress, những cái áp lực trong công việc. Cho nên khi mỗi một người khách đặt chân đến đây là các em phải biết họ đã thu xếp thời gian, công việc, gia đình, tại vì ai cũng rất là bận. Khi khách bước chân tới đây, chị muốn là các em phải làm như thế nào để khách hài lòng nhất và đạt được cái hiệu quả tối đa nhất, khách hàng hài lòng. Còn thêm một cái việc nữa là TIA sẽ mở ra những cái chuỗi nghỉ dưỡng và chăm sóc khách từ trong ra ngoài, cân bằng thân tâm trí. Tập chỉ có đóng vai trò 25% thôi, và trong đó lối sống, sinh hoạt cũng như là dùng các phương pháp khác nó chiếm 75% lận nhá. Tụi em tập ngày hôm nay 2-3 tiếng, em sao tụi em ăn lại một bữa, người nó có trở lại vậy không? Bình thường, nó là cái cơ chế rồi, nạp vào, đào thải và bên. Thì bây giờ cái mà TIA sắp tới mình là hiện nay mình đang xu hướng thế giới, đó là test gen và điều trị hormone cũng như là cung cấp lại các dưỡng chất bằng cách truyền dịch hoặc là viên uống. Viên uống của mình là về nano và chinoceutical, nghĩa là nó không phải thực phẩm chức năng và nó cũng không phải là thuốc, mà nó là một cái dòng mới phát minh đây, và nó đi thẳng vào trong gen để sửa chữa cũng như là cân bằng lại. Gen là cái thể vi tế, từ gen mới tạo thành tế bào, đúng không? Và gen này những là nó được gì? Di truyền, và nó nhân bản lên, ví dụ vậy. Di truyền thì từ ai? Mình được di truyền từ đâu? Từ bố mẹ, ông bà, tổ tiên truyền xuống.